đó là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, người tâm thần, nạn nhân chất độc da cam dioxin, người bệnh nặng không thể đi lại tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần, trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Đa số họ đều có bệnh, nhiều người bị bại liệt phải nằm một chỗ, không thể ra khỏi cơ sở. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cử nhân lực, trang thiết bị, vật tư, vaccine và đến tận các cơ sở để trực tiếp tiêm cho các nhóm người khó khăn nói trên.